thôi mình sẽ về đây đã. Thì vào gọi nó lần nữa xem nó ra không. Nếu mà không ra thì mình bắt buộc phải sử dụng đến gọi là chuỗi tràng hạt thu phục yêu quái này. À quên, nó đóng cửa mà nhỉ. Ở đây ơi. Vào đây ơi. Vào đây ơi. Hóa ra cửa này mở được thế này à? Cửa này hiện đại đấy, hiện đại đến đây trộm nó vớ một phát hết cả nhà luôn. Khóa ở kia mở được ở đây. Hóa ra đây. Anh định phá cửa người khác đấy à? Đi chơi đi. Thế nào không đi? Đi. Chả đi quay clip luôn. Đi quay clip thì bây giờ tao vào thành một màu. Kệ. Kệ gì? Thì bây giờ thế nào? Anh đang xem ở kia lên đấy. Thì mày chả vui tao vào đống cát à? Nhưng mà anh dọa em như thật đấy. Dọa thì chả phải dọa như thật. Bắt cóc một tí được cái gì? Tí gì? Nhưng tao khàn cả học nha. Khàn học? Thế thế. Thế bây giờ chữa chữa họng cho có được không? Chữa họng nhó, mua thuốc chữa họng nhó. Thuốc đây, bây giờ tao có một liều thuốc tiên chữa họng. Chữa nó còn chữa một phát khỏi cả dạ dày luôn cơ. Bốc phét. Trừ 30 giây nhá, 30 giây. Tàn tình. Thông. Thế chữa chẳng hạn đấy. Đấy. Mặt của chị đấy nhỉ? Thế nào? Thấy thế nào? Thấy rồi. Anh đang định sang rủ mày ra đồng để nướng cua. Thôi chắc là mày dỗi thì thôi em đi về. Hả? Anh rảnh. Đi đâu? Dỗi thì thôi, tao đi về. Đi nướng cua. Tao tưởng mày dỗi. Dỗi đâu? Lúc nãy vào còn không mở cửa cho tao, không biết cửa này mở kiểu này cơ. Không mở cửa cho, bảo là thôi mà, tình nghĩa anh em cắt đứt mà. Bảo là tình nghĩa anh em cắt đứt thôi. Nhưng mà em có bảo dối đâu. Thôi đứt thì cũng được, tạm thời buộc anh đeo mấy con cua này đi thỉnh kinh. Chú cứ ở nhà ngủ đi nhá. Thôi, em có xe em ra anh đi. Nhưng ngay mà, đấy mà. Không clip cơ lùng nữa mà, đã đi quay clip ăn cua chả đi thôi. Thì anh quay clip anh chẳng cho em ăn chay ấy. Ăn chay gì? Đây, hôm nay có hẳn gọi là một tá cua. Thôi nói chung là căn bản lúc sáng mày dội ác quá, anh cũng hôm nay là cũng có điều kiện tí nhập ít cua Cà Mau về thôi cho mày hết dỗi, nào đi. Ok nhá, hòa nhá. Hòa. Ok, đi. Con này càng to này. Rớt dãi chưa? Con này còn càng to hơn này. Xong người ta bảo là con gì càng to càng nhỏ là con cua mà. Hai cái càng cua ở đây mà to như nhau là thế nào nhỉ? Chắc đấy. Cua này giống cua này là thế. Bình thường mua cua ở trên chợ hay ở trên mạng ấy, thì người ta gọi là bán dây thì bán túi bóng. Còn mua một con cua một cân thì nó phải thành hai cân. Kiểu túi bóng nó nặng ấy. Một cân dây một cân túi bóng rồi ạ. Như của khu hải sản thì cua cái dây nó rất là nhẹ nhá. Tí nữa mình sẽ bỏ ra cho mọi người xem. Bây giờ phải giết nó trước đi. Xong rồi sẽ làm món nhá. Định anh em mình định là ra đồng cơ nhưng mà cái chảo này nặng quá không cho ra được. Hôm nay làm món đặc biệt mọi người với cái chảo này. Tí nữa mày đã ăn cua gọi là hấp bằng chảo bao giờ chưa? Chảo mà hấp được. Úp chảo nhưng mà úp theo kiểu dạng hấp. Thôi tí nữa mọi người sẽ biết. Bây giờ phải giết bỏ nó trước đi. Không là nếu mà cua mà nó không chết ấy, thì khi hấp nó sẽ rụng hết càng, rụng hết kia nhá. Đấy, mọi người chỉ cần lấy cái con dao ấn vào tử huyệt của nó. Chập tiết à? Không. Đấy. Nhai. Em tưởng là ngâm vào nước lã là nó ngất. Con này không thể gọi là ngâm vào nước lã là nó ngất được. Tại vì bọn nó ở nước lơ nhỉ. Đấy, thấy chưa? Chết tòi ngày. Thế. Em khác. Đây. Úi à. Nói chung là khỏe lắm. Yên tâm mọi người, ai thích ăn thì cứ
Ui ơi, nó chiến. Cứ... Ê, cho mày cho hai con ra chiến nhau xem nào. Ừ, cho cắt một con nữa đây. Cắt con nữa. Hả? Cho chiến nhau. Âu, khô lắm. Bịt mắt nó lại. Thôi. Ui. Cô khỏe thôi rồi. Nào. Chết con kia. Con chết con to. Ui. Tí nữa thì ăn. Đây, cho vào đây. À, ừ, cho vào đây. Nào, chiến đấu. Em, chiến đấu ra. Quánh nhau đi. Quánh. Quánh nhau. Quánh nhau đi. Quánh. Quánh nhau. Mày à bưởi, chết chưa? Con đi chập chân rồi, con đi chập chân rồi. Dính chân rồi, ôi. Ôi, nát chân. Nát chân rồi, con này nát chân, còn con này đang chiến lại. Cặp càng con này. Nào, quánh nhau đi. Hai em. Quánh. Nhìn nó dựng càng lên, nhìn thấy mày. Thấy chưa? Bây giờ nhấc một con lên là cả hai con đi theo. Ấy. Thôi. À, không nghịch nữa, bây giờ chiến ra bạn. Nhanh làm món nữa, không tối mất. Con cua vàng này là cua gạch hay là cua chim này? Không biết, anh không biết phân biệt. Dạ, chẳng biết phân biệt. Hôm nay sẽ là một món cực kỳ đặc biệt. Ôi trời, anh lại cho nước vào đây. Đấy, cả nước, cả bia mà, đấy. Bây giờ xếp cua vào. Đấy, luộc cua à? Không, người ta gọi là hấp. Mình không biết giải hấp thích nước. Với mao đệ như thế nào. Nhưng mà, hãy đứng, đang nhặt bớt ra nhỉ. Đấy là xếp lên con cua này. Hấp cách chửi mà mình lại hấp chửi à? Mình hấp gọi là cách cả kia cơ mà. Cách cả cái chảo cơ mà. Đấy, sau khi giết cua xong mình rửa sạch con cua rồi nhá mọi người nhá. Đấy. Tăng. Ý, chà chà. Mọi người nhìn thấy là thấy hấp dẫn rồi đúng không? Hấp dẫn, siêu hấp dẫn luôn. Đấy. Nào, khoanh chân. Khoanh chân. Đấy. Ok. Nào bây giờ con này thử ghi là con cua gạch này. Ờ, nó dài kia, dài lên. Đó, bây giờ nhá. Đấy, nào. Rồi, tắm bia. Đấy, màn tắm bia này. Đây. Đấy. Tắm bia, bây giờ sẽ cho tắm cho nó ngập tràn bia vào nhá. Phì dã màn. Ý, chà. Nào, tắm nốt vào. À, còn hai cái càng. Đấy. Rồi, ok. Thôi. Hết rồi. Vẫn vớt vát. Vớt vét. Phải là nghiện rượu rồi nhỉ. Nào, lấy lá chuối phủ lên. Đây. Con dao đâu? Đấy, đưa con dao đây. Đây. Nhá. Đây. Đây, phủ lá chuối lên đây. Ok anh ơi. Lá chuối nhá. Phủ lên. Đấy. Phủ lên. Phủ lên. Phủ hết lên cho anh. Phủ 2-3 lớp cũng được. Ừ. Chủ yếu mình lấy cái sức nóng của nó để. Mà lá chuối, lá chuối cũng thơm luôn anh ạ. Ừ. Nào cháy. Rồi. 1. 2. Rồi, ok. Ok. Rồi, đợi nha mọi người nha. Nào, lấy củi. Nào, bỏ chậu ra. Hây. Hay chà. Giờ này anh tu luyện công cao cường vậy nhỉ. Ủa đâu? Vô gì? Ui giời. Sinh ra là dành cho nhau mọi người ạ. Cúi. Ok. Vất cùi. Cùi đây. À, bình thường khi hấp cua ấy, thì tầm 10-15 phút thôi. Nhưng mà úp thế này mình cũng không biết là tính giờ bao nhiêu cả. Để xem giờ xem là nên là bao nhiêu. Bây giờ 4 giờ. Khả năng tầm 30 phút mọi người. Tại vì nóng nó sẽ chậm hơn là hấp ấy. Sắp có cua ăn rồi. Nhưng mà nó nóng mạnh hơn là hấp. Không biết là để bao nhiêu lâu nữa. Cái món này phải làm cẩn thận chứ không là oi khói hoặc là kia là chết. Mình để hẳn cho nó 30 phút nhé mọi người nhé. 25 phút. Đấy, không biết cháy không biết thành công không, nhưng mà mình hy vọng là thành công, đừng có phá hoại gọi là cái món ngon thì anh mà phá hoại tôi đủ ấy. Mọi người chắc chửi chết.
lấy cái chổi cho bạn cọ đi. Nhưng mà anh em mình có kinh nghiệm úp nồi nhiều rồi. Kinh nghiệm gọi là bao nhiêu năm úp nồi, úp chảo. Đó, từ từ kéo bụi cho tao. Tẩy gà, thật là cẩn thận mọi người. Thế rồi anh ơi. Còn một cái vải nữa, vải. Đấy. Em lấy vải nhé. Mày bê nó ra được không? Không, không bê. Nào, rể đâu? Rể, lấy rể đây, lấy rể đây. Ui, hy vọng nó bảy cái này cho anh. Bảy cái này, hy vọng. Hy vọng sẽ không làm hỏng siêu phẩm. Nóng nóng, nóng quá. Cái bên gạch vào đây, Bên gạch to đâu rồi? Đây. Đó. Cái vào chỗ cái cuốc. Nào, lấy cái cuốc bảy bên này. Nóng quá, cho nó cái hơi nóng nó thoát ra một chút đã mọi người ạ. Tại vì nóng thò tay ra nó bỏng lắm. Ui, nóng nóng. Ui. Wow. Nào. Đẹp chưa man anh ơi. Bây giờ mày phải giữ cái chảo này cho anh. Để anh bê cái kia ra. Nào, từ từ đừng ẩn. Đừng ẩn một phát kia nó bụi. Đừng giữ. Mày đứng giữ này. Đây, đứng giữ. Ok không? Nhanh. Lên. Gấp. Ôi, đừng có thả tay nhá. Rồi, thả nhẹ thôi. Trợ giúp nó. Nào, bỏ ra. Rồi, giờ xem cái thành quả của anh em mình nhá. Ui, kéo bụi. Cái bụi này. Ui. Ui, trông nóng cạn gần hết nước luôn này. Hết nước luôn, quay chưa? Nào, nhặt vào xả. Để xả đây. Cũng gần như cháy nhá. Nhặt. Đã, lên tầm. Nóng. Đậu nhờ. Ui, cạn gần hết nước ở dưới nhá mọi người nhá. Tuyệt vời chưa? Còn hơn cả kiểu dạng hấp luôn. Đấy, anh em mình đã thành công trong cái vụ gọi là hấp bia bằng chảo, à úp chảo nhá. Úp chảo hấp bia, à, hấp cua. Đây, đấy, con cua nó khi chọc nó chết rồi nó không bị rụng càng nữa nhá mọi người nhá. Có một cái con càng này nhìn càng đẹp chưa anh ạ? Trời. Con này đẹp nhất trong các loại đẹp luôn. Không biết là ngon có ngon hơn cua hấp bình thường không? Nhưng mà bây đẹp giờ, con mắt đã rồi. Bây giờ anh em mình sẽ thử xem nhá. Nào. Ui, trời. Ui. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Ui, từ. Ui. Gõ ở ngoài. Có ở dưới. Anh có vỡ mất rồi. Ây, bỏng quá, nó tại nó bỏng. Không biết làm gì nào. Tại nó bỏng. Ui, thịt nó này. Thịt nó này. Ui, anh em mình đốt lâu quá hay sao mà nó. Nó kia, bây giờ mình sẽ làm cẩn thận một cái càng này. Càng này đẹp. Càng nào cũng đẹp. Càng ơi đẹp. Mình sẽ làm cẩn thận một cái càng cho mọi người xem nhá. Cho đi. Kéo. Ây da. Kéo. Không chuyên nghiệp tí nào cả. Nó lại càng lực cuống. Lâu ngày không làm thức hải sản. Nói chung là chẳng mấy khi anh em giận dỗi nhau mới có món ngon để ăn. Cá giận rồi. Ui dồi ôi, phí thế. Đây, gõ cho mau đệ cái. Ui, nước tiết nó vẫn còn nguyên nhỉ. Nó như kiểu là nước tiết của tôm hùm anh nhỉ. Ôi trời ơi. Đây nữa. Đây. Uầy. Đây. Con kiết. Mời tất cả mọi người nha. Ui giời. Chấm quả nước hải sản của anh Phúc làm luôn. Muối ớt xanh. Ngon lắm mọi người. Ngon. Mà thịt nó thơm lắm mọi người ạ. Quá đã. Nói chung là đẳng cấp về hải sản thì ui chục ôi. Đây là cái càng trong nó nhá. Đẳng cấp về hải sản thì mọi người không cần bàn vì Phúc hải sản nha. Tuyệt vời luôn. Wow.
Mình có để link ở dưới mô tả. Hải sản số 1 gọi là về độ tươi sống. Mình có để ấy, quên. Đây mà kẹp đây mà cứ gõ từ lúc đúng rồi. Quên lâu ngày được ăn hải sản, quên mất cách dùng kẹp. À mọi người thích ăn giải cứu cua Cà Mau, ăn cua Cà Mau thì cứ vào phuc.com hoặc là liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình nhé mọi người nhé, và dưới mô tả. Giá cả cực kỳ hợp lý mà chất lượng cực kỳ ok nhé mọi người nhé. Chỉ có từ 270 thôi, 270 nhé mọi người nhé. Ui, nã luôn, không được không? Đây này, quên, lâu ngày không ăn cua, đây, bỏ bỏ này đi nhá. Đấy, đấy, anh sẽ bóp cho mình một cái càng. Đây là cái càng càng trái, bé hơn cái càng phải nhưng mà. Úi, gần như nào? Thấy chưa? Úi, thấy chưa? Đẳng cấp hải sản là nó phải như thế này. Nước thịt bên trong nó vẫn bằng nhau này. Đây, mời em sơi. Okay. Đây, anh chấm cho em. Đấy, chấm cho em rồi. To ngon chưa? Anh ơi, anh bẻ được chỗ này nó mới đẳng cấp. Chỗ này đơn giản. Còn này nát ra. Ui, quá đẳng cấp luôn. Áo anh dính do à. Ui trời ơi. Mọi người nhìn thấy ngon chưa? Quả càng dã man, ngon. Quá đẳng cấp luôn. Quả này chấm quả gia vị của Madagascar nào. Đẳng cấp không? Ừ, cũng được. Ừ, cũng được, nước chấm quá đẳng cấp. Mới ớt cay. Thì em thích nước chấm này hơn. À, với cái đồ hải sản thì nói chung là thiếu cái món nước chấm thì hơi bị đấy, hơi bị thiếu đấy. Giảm mất 30% độ ngon rồi. Ngon lắm. Đây. Anh ơi, em học được một kiểu gõ cua. Cái càng nó này. Trời ơi. Hào. Ngon từ đấy đơn. À quên, chưa nói về cái phần thưởng thức hương vị ngon cũng như là hấp luôn nha mọi người nhá. Có thêm tí mùi là chuối thơm. Cái gì đấy? Có cua như kiểu là cua trong miền Nam ấy. À đây, Bảo Đệ sẽ bóc con cua từ trên lưng cho mọi người xem. Ấy. Ui gạch nó này. Ui, mình chưa cầm cái thìa lên rồi. Ta xem nào. Ôi. Ui trời ơi. Không anh ơi. Đúng. Sao? Anh gõ nốt chỗ này đi. Gõ nốt làm gì? Húp đi đã. Cắt. Tuyệt vời. Ngon. Ngon. Ui, cắt là chảy gạch rốt thế. Hút gạch đi đã. À, ở đây, người ta cắt cho. Người ta bể chứ, ai cắt. Người ta cắt nè. Người ta cắt à? Cắt cua. Ui, gạch nó đây. Cua này là cua thịt đấy. Còn cua cố mà, cua gạch mà cắt. Ôi thôi. Ui, gạch nó đây. À, rô. Ui, nó béo tư. Béo quá. Gọi là nó gọi là béo tư. Từ trong ngon từ thịt và từ xương ấy. Tuyệt vời. Chủ yếu hôm nay là đại mau đệ một bữa gọi là căng cỏ. Lần sau thôi anh em mình sẽ không trêu nhau kiểu đấy nữa, dễ mất tình anh em lắm. Mọi người thích làm anh em mình làm ẩm thực độc lạ cho mọi người xem. Giả dụ như món cua hôm nay mọi người thấy cách nấu của anh em mình kinh điển không? Ui thịt nó này. Nói chung là thịt nó đầy ự này, kinh không? Đấy, bóp ra cho mọi người xem lại. Ui này. Không có gì là gọi là không có gì để từ gì để mà diễn tả được nữa. Ngon. Quá tuyệt vời. Để mà nói về cái món hải sản thì mình thích nhất cua Cà Mau là tôm hùm xanh, tôm hùm tre, tôm hùm baby đấy. Cực kỳ ngon, ăn gỏi thì hết giờ.
Nói chung là mấy cái món đấy là giá cả nó ok nữa. Cua hoàng đế nữa, tôm hùm Alaska nữa mình đều thích hết. Nói chung là mấy cái món đấy về ở phuc.com có hết nha mọi người, chỉ cần search ở trên Google phuc.com là ra, hoặc là gọi luôn số điện thoại mình để trên màn hình. Cứ gọi số điện thoại cho nó. Giá chỉ từ 270 thôi nha mọi người nhá. Coi là cùng nhau giải cứu cua Cà Mau. Ui, đợt này dịch mọi người ạ. Thế nên là cua cũng không xuất khẩu được, với lại nhiều thứ nữa. Dịch này kinh tế nó cũng đi xuống, nên là giá cua đang giảm rất là sâu. Mọi người cứ yên tâm, hãy thưởng thức một lần, hãy sống như kiểu ngày hôm nay mới. Thôi nói cái câu đấy dễ trông quả chứ. Mà cái món này nó giá rẻ mà mọi người. Mọi người cứ tưởng đắt thôi, nhưng mà rẻ không. Ngon, quan trọng là ngon. Quan trọng là cực kỳ tuyệt vời. Ôi trời, từ lúc còn ngon quá quên cái món chính. Đấy. À không phải quên cái món chính mà quên cái món phụ tí. Dẫu biết là uống bia ăn hải sản nó hay bị gọi là đau bụng. À không phải đau bụng mà tức là nó phải gọi là gì nhỉ? Cái đường tiêu hóa mà ai mà kém mà uống bia ăn hải sản rất dễ bị tiêu chảy nhá. Uống ăn hải sản uống rượu là ngon nhất, nhưng mà mình vẫn thích uống bia, bụng mình khỏe. À đâu, mình tốt bụng. Con này nó phọt gạch nhá. Phọt đâu, cắt con trên rơi xuống con dưới đấy. Uầy, bây giờ nhá. Thử con bẩn bẩn nhất này xem. Em nghĩ là có gạch. Nó ngon không nhá. Mọi người đừng nên kỳ thị gọi là mấy con đỏ hay không đỏ. Mấy con đỏ hay không đỏ. Những cái nói chung ở ngoài đời cũng thế. Đẹp chưa chắc đã ngon. Đẹp chưa chắc đã ăn được. Lại ra giường thì gái đẹp ngon thế nhưng mà có được hút đâu. Đây. Gạch nha. Thịt cua này, cua thịt. Con này chắc thịt. Con này không có gạch mấy. Nào xem nào. Ôi da, kéo. Ôi giời, ôi ai bảo không có gạch, ui. Con này gạch nó còn ngon hơn con kia cơ. Trông nó bẩn bẩn thế này thôi. Trời. Con này ngon hơn. Đúng là, nói chung là thịt bọn này đẹp, chắc nhỉ? Đẹp nhỉ? Chưa chắc đã ăn thua mọi người ạ. Con này ngon hơn. Thịt nó ngọt hơn nhá. Có những con cua rất là ngọt nhá. Con này đại khái là con này. Khá là con này ngon. Đấy. Cho Mao định ăn thử con này. Đến thử con này nhá. Đấy, thấy chưa? Đừng có nghĩ nó xấu mà kết cấu nó không tốt nhá. Này, thấy gì chưa? Còn chắc thịt hơn cả con lúc nãy nhá. Ấy. Nó chỉ gọi là ví dụ như là người da trắng người da đen thôi. Con này kiểu con thịt nó vẫn đầy đủ mà. Đây. Đây. Chén. Thấy chưa? Ai bà. Bây giờ mọi người nha. Ăn hải sản là cứ phải tay bốc này nó mới ngon mọi người. Đây là cái phần bên dưới nhá. Mà nó vẫn nhiều thịt như này. Con đã. Này không ngon mà con đen đen nhá, con đen đen ngon hơn. Đúng là có những con nó đẳng cấp, không phải là do màu sắc. Con này màu sắc đẹp nhất nhưng mà ngon thì vẫn ngon nhưng không ngon bằng con này. Thật luôn. Thật. Mình lại khoái con này hơn. Con này thịt ngọt hơn. Đâu cái chân đây. Con này ngọt hơn. Ấy da. Ây da. Thảo nào con này ngọt thế, hóa ra là nó già rồi, nó đen thế sao ấy, cứng lắm. Chắc nó có tuổi anh ạ. Ây da.
với cái chân của nó này nhá, bằng hẳn một con tôm đồng mình ấy. To nhiều thịt hơn, bằng, nhiều thịt hơn tôm đồng. Bằng một con tôm càng ấy. Ui giời. Con này thịt ngọt hơn hẳn, nó chắc. Con này thịt chắc cực. Chắc là già hơn bọn kia. Ngon.